Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, bóng đá Đông Nam Á đã tiến bộ. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định bóng đá Đông Nam Á đã tiến bộ nhanh trong thời gian qua. Đại hội Thường niên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF, 2023, diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 10, đã tiếp tục tín nhiệm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF. Trần Quốc Tuấn chính thức là đại diện của AFF tham gia thường vụ Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC. Kết thúc sự kiện, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí. Tại đây, Chủ tịch VFF khẳng định bóng đá Đông Nam Á đã tiến bộ, nhưng vẫn cần nguồn tài chính ổn định để các đội tuyển có thể vươn tầm châu lục. Với những đóng góp và sự tiến bộ trong thời gian vừa qua, VFF luôn thể hiện vai trò của một thành viên có trách nhiệm với tổ chức trong các hoạt động của bóng đá của khu vực. Có thể nói, sự phát triển của bóng đá Việt Nam đã tạo được ấn tượng với các nước. Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch AFF Khier Samet đã nhấn mạnh và chúc mừng những thành công của bóng đá Việt Nam. Đại hội AFF lần này có sự hiện diện của các vị khách, đặc biệt là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Phi, đại diện Liên đoàn bóng đá Hà Lan, đại diện Liên đoàn bóng đá Bỉ. Điều này cho thấy sự quan tâm của các cường quốc bóng đá đối với sự phát triển của bóng đá khu vực. Chương trình đại hội đã có những hoạch định chiến lược và cuộc họp hội đồng sẽ đưa ra chính sách để bóng đá Đông Nam Á có nguồn tài chính ổn định. Trên cơ sở đó có những định hướng phát triển bền vững, giúp các nước có cơ hội tham gia vào các sân chơi châu lục cũng như thế giới, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nêu quan điểm, bóng đá Đông Nam Á đã tiến bộ. Lần đầu tiên, khu vực có 5 đội tuyển quốc gia lọt vào vòng chung kết ASEAN Cup 2023 diễn ra tại Qatar. 3 đội tuyển nữ là Việt Nam, Philippines và Úc thi đấu tại World Cup 2023. Các đội tuyển trẻ cũng đã thể hiện sự tiến bộ ở các đấu trường châu lục. Tại đại hội, các nước đã gửi lời chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam, Philippines và Úc trong lần tham dự World Cup nữ 2023. Đặc biệt, đội tuyển nữ Úc đã gây ấn tượng mạnh khi hoàn thành công tác tổ chức trong lần đầu tiên đăng cai World Cup. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định, VFF sẽ nỗ lực để nâng cao hơn nữa hình ảnh, vị thế và uy tín bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Khi được tổ chức bóng đá quốc tế như AFC tín nhiệm giao điều hành các sự kiện của châu lục, đặc biệt các sự kiện tại Olympic, bản thân tôi rất vinh dự và tự hào. Qua những sự kiện này giúp tôi cùng các cán bộ VFF học hỏi và tích lũy được nhiều kinh nghiệm tổ chức. Quy trình tiến hành các sự kiện lớn, từ đó có những điều chỉnh phù hợp và thích nghi với sự phát triển của bóng đá quốc tế. Với tinh thần và trách nhiệm của một thành viên trong sự phát triển chung của bóng đá khu vực, VFF luôn có những nỗ lực và hòa nhập nhanh nhất để nâng cao vị thế và uy tín của bóng đá Việt Nam không chỉ về chuyên môn mà còn các hoạt động khác, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn kết luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.